Sao bữa nay cái máy của em nó cũng nhỏ xíu luôn nữa. Đúng rồi, nó cũng có nhỏ xíu luôn. Ủa Không, bữa nay là mười, bữa nay mười mấy tay vậy anh Bình Dương? hôm nay là 13 tay. Ủa 13 tay hả? Ủa từ sáng giờ sao em không thấy ai biểu tình hết vậy ta? Bởi vậy từ sáng giờ anh buồn chết, Dạ sáng em đi coi like của chú mới nãy vào rồi mà nó chạy mất rồi. em đi coi like của chú siêu á, em cũng đâu có thấy có bao que gì đâu, thiệt Thì tình cũng đâu có đâu, ở đây Trần Hậu Nam anh tính đi qua nhưng mà cuối cùng thấy Trần Hậu Nam like rồi thôi, anh hôm qua anh chia sẻ là cái like của Trần Hậu Nam, chia sẻ hai like luôn, cho. cũng đâu thấy gì đâu, người ta đi nhà thờ bình bình thường thôi mà. À em có coi cái like ở ở Fatima, cái người ta đi nhà thờ á. Thề tình á. Đó Ông Tân Thái này đâu thiệt gì á. đâu có bình thường. Cái thằng Tân Thái với thằng Benny Chu Chu này nó xạo ghê á. Nó gào lên, nó nói là nhân dân đồng lòng gì sao em không thấy ai hết trơn trời. Mình Thảo đón thử ai không Thảo? Đúng rồi, nghe nào là hô hào lắm, dữ dằn lắm, thế này thế nọ thế kia, mà cuối cùng rồi á chả thấy cái gì, đúng không? Thì nói chung là cũng mà một niềm vui, nhưng mà mình cũng chia sẻ cái nỗi buồn, nhưng mà những cái nỗi buồn mình đã cảnh cáo trước rồi nhưng các bọn nó không nghe, thì ngày hôm nay nhận được cái sự thất bại ê chề này thì đành phải chịu thôi, đúng không? Cái gì cũng vậy, cái gì mình tự gây ra thôi Mà Tân Thái, chứ đâu ai. em thấy Tân Thái Benny Trương ác ghê á, ở bên đó cái suối người ta bên đây đi biểu tình đi rồi hả, đi gì lỡ bị bắt rồi vợ con gia đình ta ai lo không biết nữa. Em chào anh Minh Thảo ạ. Cái thiệt tình tối này tối ngày cứ cứ suối biểu người ta đi mà mình bên bên đó bên 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 Mỹ ăn no rồi cứ tối ngày lên livestream. Chào Trang Nguyễn. Livestream cho nhưng bà mà gái nhưng mà Tân em. Thái nó rất khôn nha cô, Dạ. Tân Thái nó rất là khôn, ví dụ như sự việc hồi sáng vậy đúng không, Dạ. là tới từ trưa tới giờ không có like nữa, nhưng mà bây giờ chỉ đi lên like dạo bên nhà của Benny Trương thôi, đặng nó xem tình hình như thế nào đó bắt đầu nó mới like, rất là khôn chứ Đâu không phải như những kia về like đâu dám like đâu anh, mặt mày ủ rũ rồi. like rồi mấy bà con với kiều bào bển ta hỏi ủa con đây có biểu tình không, có tôi có góp tiền mà sao không thấy biểu tình gì hết vậy, đâu dám like đâu anh, ôm tiền trốn mà. Trời ơi, like gì like, cứ lâu lâu cái hết tiền cái lên hết tiền, mà công nhận ổng xài lẹ quá ha. Hôm bữa từ ngày 10 tháng 6 tới giờ ổng la ổng gom cũng được cả mớ rồi mà sao hết tiền này đi gom nữa em cũng không biết nữa. Đâu đó, gom hơi bị nhiều đó, Trời ơi. gom hơi bị nhiều đó chứ, Dạ. cơ bản tiền đó thì gom mà chữa cái bệnh mà gọi là sắp sửa tới 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 gọi là Trang Nguyễn tại vì hay đó. Ru đang đang mặc đồ ngủ, Ru không có đưa ra được Trang Nguyễn ơi. Ru không có bán trái cây ở đây được. Dạ anh công tâm, em đang đang mặc đồ ngủ em không không có đưa ra được anh ơi. Mà từ từ sáng tới giờ hôm qua em nghe có biểu tình á, nghe nghe Tân Thái với Benny Trương với lại chú Hùng Phạm Hùng Lân nó hù hoài, em cũng tưởng là có, làm em cũng hồi hộp muốn chết luôn á. Ngồi hả canh coi like người này người kia coi có biểu tình không mà không thấy gì hết trơn á. Đây. Ôi ơi cái thằng ba que anh đang nuôi nó khôn ghê á, mỗi lần mà anh like anh thọt nách ba que là cái nó bắt đầu nó leo lên nó muốn gặp bạn nó. À, nó lên là nó nhìn nó ngứa à. Ủa ông Hải Hải Ngôn đâu mất tiêu rồi, Chạy mất rồi. chào bạn Vinh Trần ạ. À. Mà Đang chạy mất.
Em thấy dạo này Facebook chỉ có mấy cái kêu gào và biểu tình chứ không có gì mới. Thấy cũng chán. Giờ bao que nó rỗng hết trơn rồi, dân chủ cũ nó cũng nhập kho hết rồi. Mà em bực mình nhất là tự nhiên tụi nó quậy đã xong cái bắt tụi nó vô tù, cái xong cái hả em nè anh Bình Dương mọi người phải đóng thuế nuôi tụi nó, bực mình ghê. Dạ chị Trang, nhà em hả? Dạ tình phôi pha hết buồn rồi. Trang nhớ luôn không Trang? Bây giờ mọi người á đi 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 gọi mấy mấy chú mấy cô vô đây nói chuyện chơi. Dạ em cảm ơn Nguyễn Quỳnh ạ. Đúng rồi. Con chào cô Nguyễn Hoa. Chúc cô cuối tuần vui vẻ. Dạ con chào cô Nguyễn Hoa, cô Nguyễn Hoa có khỏe không? Hôm nay cô Nguyễn Hoa có khỏe không? Tình hình báo cho cô Hoa biết là tình hình Việt Nam hôm nay là yên tĩnh nhé cô Hoa. Mọi người đi lễ ở nhà thờ Fatima, lễ xong mọi người đi về vẫn bình thường, không có chuyện gì hết, không có một cái gì gọi là xuống đường hay là một băng rôn gì. À, chỉ còn cái bọn dân quan. Mở đề tài đi ru à. Ai đang vào nhà Chào anh anh Mã Bình Đào, Dương? hôm nay ở đó có khỏe không? Ai đang vào nhà anh Bình Dương mà không biết chào hỏi chủ nhà vậy ta? Vậy ta? Đâu có ghi một câu đó, tôi đã trở lại á, già ăn hại hơn xưa. Các anh chị chuẩn bị mài dao mài cổ rồi nha, Hùng Phạm lại là chọc tiếp Hùng Phạm. Chú Hùng Phạm đang ở bên cái nước dân chủ, cái nước văn minh phải không chú Hùng Phạm? Chú Hùng Phạm vô nhà người ta sao chú Hùng Phạm không chào ai hết trơn vậy? Chú Hùng Phạm nhìn anh Mã Đáo kìa, người ta vô nhà là người ta chào hỏi đàng hoàng á, sao chú lớn chú không vô chào đi? Hai đứa đứng lên này nè, một con leo lên đứng, con ở dưới người về, Anh Bình con Dương xỏ lá lên đây, con ở dưới nói người xỏ lá ra tiếp chuyện với chú Hùng Phạm kìa. Chú Hùng Phạm đang bữa nay đang cô đơn buồn à. bã kìa, thất thu rồi không có ai Sao vậy? biểu tình hết. Ủa đưa đưa con vợ giao cho ông bà Tàu xong rồi quay về rồi đó hả? Ủa chú Hùng Phạm cũng có việc làm nữa hả? Trời vậy mà đó là Có mà. con tưởng chú Hùng Phạm ăn ở không nhận welfare chứ. Chú Đâu có đâu, vẫn cắt cỏ mà, ủa hello. vậy hả? Vẫn cắt cỏ sân golf Ủa vậy mà. hả chú Hùng Phạm? Trời công việc sang ghê luôn á, được cắt cỏ sân golf luôn, sang quá trời sang luôn á chú Hùng Phạm. Gì có trà rồi đó, bộ không thấy sao là sao chú? Đâu con đâu nãy giờ con đâu Đâu có có chào đâu, thấy đâu. chỉ có nói là tôi đã trở lại thôi chứ chào Dạ đâu. vô gì ăn nói pha ngang bữa củi kỳ ghê, ở xứ văn minh rồi không ai dạy hay sao hả? Hay ba mẹ chú Hùng Phạm mất mất sớm không ai dạy chú vậy? Đi vô nhà người ta phải chào hỏi người ta đàng hoàng chứ có đâu nhảy vô đã trở lại, ở đâu trở lại đội mồ mới lên hay gì trở lại vậy trời. Bởi vậy con nói chú Hùng Phạm phải thay đổi tính tình đi, mới có bạn bè nhiều người ta mới quý. Bên kia không có ai chơi với mình thì mình muốn chơi với ở cộng sản thì mình phải lễ phép chứ có đâu à. Có ăn welfare hả chú? Chú với chú ăn gì bệnh vậy chú?
hay là vợ Đương chú nhiên rồi, đương nhiên rồi. hay là vợ chú ở với chú Ba Tàu kia, rồi chú Ba Tàu kia cho tiền chú xài, con nghe chú Hoàng nói như vậy á. Nhưng mà nói chứ anh đồng phạm ơi, anh cứ chạy sáng anh phải chở đi giao hàng cho ba tàu vậy, rồi bắt đầu anh quay về anh làm công chuyện hả? Nói chung là thôi đi, thương lượng sau để dạy thằng con cho nó biết hết tiếng Việt đi, chứ giờ anh làm vậy cũng tội nghiệp tụi nó, phải không? Chờ anh đâu có Dạ gì. chú Hùng Phạm, biết sao không? Tại vì con đang mặc đồ ngủ, con không dám đưa mặt ra, tại vì con đâu phải làm ca ve như mấy 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 chị ở bên California đâu, nên con đâu có mặc ăn mặc hở hang mà đưa lên cho mọi người xem được đâu chú. Chú bắt bẻ mấy cái gì kỳ cục quá chừng luôn á. Dạ con chào chú Hoàng. Chú Hoàng lên dạy dỗ chú Hùng Phạm lại kìa. Tự nhiên khoe khoe triệu phú với con chi vậy chú Hùng Phạm? Chú có cho ai đồng nào đâu mà chú cứ khoe. Con nói chú Hai Hùng phần ba Phạm, máu sao vậy hả? con nói chú Hùng Phạm có tiền á thì đi về Việt Nam chơi nè, ở bển cứ cứ cào phím hoài buồn lắm. Ủa vậy hả? Con nghĩ là không phải con xấu đẹp gì đâu, mà tại vì á cái mặt của chú Hùng Phạm không 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 đáng được nhìn cái mặt con đâu. Con nói thiệt á. Trời ơi, chú bày đặt thông cảm cho con gì không biết nữa. Mặt chú không ai chơi hết trơn á, cứ đi qua nhà chị Hàm My rồi xong qua nhà anh Bình Dương, thấy anh Bình Dương hiền cái vô đây ăn hiếp anh Bình Dương hoài. Đúng rồi, mà cũng đâu dễ đâu, muốn ăn hiếp cũng khó lắm. Trời Ông nói lắp ơi. ba lắp bắp gì sao không nói nhanh được, anh nói chậm thôi nhưng anh cũng đâu nói lắp ba lắp bắp đâu. Chú Hùng Phạm tối ngày canh cái đi cắn người này cắn người kia. Ủa chú viết chính tả còn còn sai nữa kìa. Suối là cái gì vậy chú? Cái là suối là có nước đó. Còn khi nào suối dục là khác. Con nói hoài Đó luôn là con á. suối rồi, là suối kia là ít xì u y suối Chính tả viết không không được mà đòi nhờ đòi lật đổ cộng bỏ. sản. Dạ hôm nay con nói chuyện với chú Hùng Phạm tí. Chú Hoàng cứ để con nói tí xíu rồi đó, chú Hoàng lên dạy tiếp. Viết chính tả không chịu học nữa, chính tả cho đàng hoàng đi, rồi có lo dạy dạy tiếng Việt cho con chú chưa? Dạy tiếng Việt đi để mai mốt lỡ chú có chết rồi con chú còn biết ôm cái hũ cốt đưa vô chùa lo nó Lấy luyện ngoài gốc cây á, rồi chó nó ông tè quả lên lấy nữa hũ cốt chú nữa. hả? À con nói thiệt nha, cộng sản đâu có động mã cha Nói sao chú hiểu Hùng được, Phạm nói mới đúng đâu. chính tả tao hiểu được chứ. Nói trời ơi, ông Hùng Phạm ơi, nó không phải như nói tiếng bòi như bên ông đâu, hiểu không? Nói tiếng bòi phải thêm cái tay ra dấu nữa mới được, không có mình nói tiếng Việt nhau mình đâu phải mình nói tiếng Việt, mình nói rõ ràng đi đúng không, nói cho rõ ràng. Con làm gì ăn nói kỳ cục chú Hùng Phạm? Con nói là đúng sự thật mà kỳ cục gì đâu. Ví dụ như đó cái hũ cốt của chú biết tiếng Việt nó, ví dụ chú là họ gì? Họ Hùng Phạm phải không? Cái gì là Hùng Phạm? Cái nó là nó phải biết là cái đó là tên của Phạm ba nó. Rồi 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 nó đem vô chùa nó thờ, nếu mà nó không dám thì thờ anh ở nói nhà nó rồi, đem vô chùa. tại vì á đôi lúc á ông nó bưng về nó nói với ông ngoại nó, tại ông ngoại nó bắt đầu nói đây hũ cốt của ba con, thì ông kia ông nói dễ đâu nói tiếng Việt được đâu, nói tiếng Anh, thì ông kia ông tưởng là ông cháu mà nó bên Mỹ về nó ôm cho mình hũ phân ra tưới cây, ông ôm hũ ra ngoài ông rắc cả mấy gốc này chết bà luôn đó. Đó thấy chưa, tác hại của không biết tiếng Việt đó chú Hùng Phạm, thấy chưa, tác hại quan trọng lắm luôn á. Nghĩ sao trời, vậy mà cứ đòi đi lật đổ cộng sản thì con thấy chú mơ hồ quá chừng luôn á.
Ở bên Mỹ thì lo làm ăn rồi đóng tiền thuế này kia bên Mỹ đi. Ở Việt Nam của người ta sao kệ người ta, chỏ cái mỏ về hoài, bị con cháu chửi hoài không biết mắc cỡ. Chống có được cái gì đâu, chống cũng tốt cho cây trồng mà anh Dương. Thì đó, bởi vậy anh mới nói đó, anh nói ôm hũ về. Ông kia ông không biết tiếng Anh, ông nghe ông tưởng đâu đứa con đứa cháu nó về nó tốt quá, nó cho ông hũ phân ông ra, ông mở cái nắp ra ông trút vô gốc cây hết, khổ đời luôn. Chú Hùng Phạm nghỉ tay uống nước đi, trời nắng như vậy mà cắt cỏ ngoài cực khổ quá vậy. Con chú hiểu tiếng Việt hả? Vậy bữa nào chú like lên đi, chú quay clip kêu nó nói tiếng Việt cho tụi con coi. Nó hiểu tiếng Việt nhưng mà không nói lại được cũng như không. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ nó bưng hũ về vậy, nói là ông ngoại ơi đây hũ cốt của ba con, thì nó vậy thì ông kia ông mới nghe. Chứ còn bây giờ nó về nó nói tiếng Anh thì ông nói tiếng Việt nó hiểu, đúng không? Bây giờ nó nói tiếng Anh thì ông kia ông đâu hiểu, thì bởi vì chính vậy em ông không hiểu ông mới mở hũ cốt rồi ông ra gốc cây ông trút vô, tại ông thấy cho tròn ông tưởng là phân á. Đó, thấy chưa, chú Hùng Phạm thấy chưa, anh Bình Dương phân tích là đúng rồi đó, chú không chịu nghe đâu. Nói chung á là đây nè ông Hồng Phạm, nói chống cộng là một cái nghề đúng không, ít nhiều thì cũng kiếm được thôi, tuổi không làm gì được, một tháng cũng được vài 300 tiền kiếm ăn phở rồi cũng được. Cái trò đó giờ bên bên đó ai cũng làm đầy hết trơn không ông Hồng Phạm ơi, chứ mày đặt ông chống gì, ông chống gậy còn chưa xong mình chống nè. Chống cộng á, là cỡ chống cộng mà làm nên thứ nhất là tên tuổi á, là cỡ như phi công cái gì tự nhiên quên tên này không, Lý Tống không đó, bây giờ cuối cùng sao, còn ông tuổi gì so với Lý Tống, ông so với Lý Tống ông chỉ tuổi tí thôi đó. Lý Tống nào là giả gái nè, phải qua Thái Lan nè rồi cướp máy bay đồ nè đó, rồi ở tù ở Thái Lan này. Nó phải như vậy. Còn bây giờ ông thua Lý Tống nữa, bây giờ ông chống gậy chưa xong nó đầu chống cộng. Nói chung là bây giờ chống cộng một ngày kiếm cơm, hello phục hưởng. Thấy không? Cái ngày chống Trời cộng là cái ngày ơi, kiếm cơm chú rồi, ít nhiều thì ví dụ như cuối tuần ra cầm cờ 7777 rồi đi về nhà cái được 30. Đó, giống như giờ bây giờ nó giống như Đào Minh Quân, bây giờ nói Đào Minh Quân thì nó có cái này hay nữa, anh chia sẻ với Haru nè. Ông Đào Minh Quân á là dạ. tại sao nhìn nó có mấy ông già không à? Haru biết tại sao không? Có nghĩa là khi ông Đào Minh Quân á, là trước họp hành đó ổng có làm một cái tiệc, nên là những ông già đó lại ngồi ngồi xong bắt đầu á, thôi xong mới vô tiệc cái có được một buổi ăn. Ở đây mình nói không phải là mình khi dễ, nhưng mà đương nhiên rồi già cả rồi mình gặp nhau mình nói tiếng Việt với nhau nữa, nên đâm ra là ổng đi theo ông Đào Minh Quân để ngồi đó lắng nghe ổng nghe, rồi bắt đầu nói xong cái vỗ tay nơi tay xong cái cuối cùng là tiệc, đôi lúc nhiều khi cũng được 50 200 bỏ túi kệ đó. Trời ơi mắc cỡ dễ Chào sợ Khánh An, luôn, anh là nói Bình Dương thôi, ra anh Việt Bình Dương, anh Việt Bình Dương là khác dễ nữa thương Khánh An ghê, đó. Anh chia sẻ với dễ Haru thương nha, chú để Hùng Phạm Haru quá à. biết tin là vậy, nên thấy ông Đào Minh Quân Rồi đi tôi đâu hiểu ông toàn là mấy rồi. ông cụ, nó là vậy đó. Còn ông Hùng Phạm này thì ông còn khỏe hơn, nên đi đôi lúc nhiều khi lên đây được live stream đồ. À, ví dụ chẳng có những người kia ta dạo dạo ta không thấy gì đó thì tán ta cũng chia chia được chút xíu thôi, trong cộng là nghề mà. Ồ, nghe anh kể thấy tội nghiệp ghê À đúng rồi luôn cô. á. Thì có khổ quá ha, ở bển thấy cực quá ha. Bây giờ khổ là đâu phải ông nào ông ở bển ông cũng biết tiếng đâu Ôi. ha. À, rồi bây giờ đó, rồi giờ nè đó, giờ chở vợ đi làm rồi quay về nhà ôm máy cắt cỏ đi cắt. À, Ôi ôi. bởi bởi người ta nói rồi, lúc vợ mình thì người ta xài, con mình á, thì người ta sai, đó là đúng nghĩa như của ông Hùng Phạm luôn á, Trời vào tiếng thầm. ơi. Vậy là chú Hùng Phạm không biết có biết tiếng tiếng Anh không ha? Nếu mà À, Hùng Phạm cũng biết, cũng biết nhưng mà biết tiếng bồi thôi, biết không biết mà chung đỉnh thôi chứ đâu biết mà sợ dùng khổ vậy đó. dùng dùng đại đại từ tu quơ đó, cái rồi cái đi ra đường chạy xe phạm luật á, cái cảnh sát nói gì cái không hiểu, cái xong cái đút tay vô túi quần cái cảnh sát cắt cùm cái chết ngắt luôn á, cũng không biết sao nói cũng tội ghê. Thương nhau cả nhà, ổng chống đẩy cũng không có nổi nữa, thương nhau cả nhà ơi, không có chống đẩy nổi.
mà có chống đẩy được chứ thằng ba Tàu kia đâu, ba Tàu kia nó ăn hết rồi. Ồ, vậy luôn Nói á chung mà hả? nói bà vợ gom gom cũng được, có một chút vốn liếng cái đưa cho ông bà Tàu nó xơi, rồi ổng về ổng còn gì đâu xơi, đúng không? Ví Trời dụ như ơi. gọi là cánh đồng này, cánh đồng khô hạn, gom gom được chút nước đặng tính trồng cây, cái bà Tàu nhảy vô nó trồng trước rồi, rồi bắt đầu khô hạn trở lại, rồi tới ông Hùng nữa đâu có nước đâu mà ổng trồng cây đó, Ủa? tội nghiệp ổng lắm. Nên bây Ủa chú Hùng Phạm xài vợ chung với người ta hả? Sao kỳ vậy? trời ơi đừng nói xài vợ chung, ru đừng nói Vậy xài chứ vợ chung, sao anh? anh không vào muốn kỵ, tại vì vợ đi làm chứ không phải là xài chung, tại vô công ty thì công việc mà, rồi đôi lúc mà hoàn cảnh nó đẩy đưa thì vợ anh Hùng Phạm cứ đưa thì ba Tàu nó cứ đẩy, Thôi nó biết ơi, đâu được, vậy vậy nó vậy là khổ chú lắm. Hùng Nên nên Phạm thấy thằng con là không, mấy chục năm nay dạ vậy là chú Hùng Phạm là của cũ xài chung mà của lung tung xài hoài á chú. Trời ghê quá à. Trời ơi thôi chết rồi, rồi xài chung vậy rồi sao chia ngày ra làm sao, thiệt chứ cũ cũ mà xài chung mà của lung tung xài hoài hả, kỳ lắm luôn á. Rồi có chia ngày ra đàng hoàng không, thấy thương chú Hùng Phạm ghê ha, cuộc sống cam chịu khổ cực ghê luôn á. Có một bà vợ mà cũng phải đi chia sẻ cho mấy người kia xài chung nữa, thiệt có thương ghê luôn á. Không ai chú Hùng Phạm về Việt Nam ở đi chú, ở bển cực khổ quá, ở bên Việt Nam nhiều nhiều phụ nữ còn nhiều lắm chú, mắc tội tình gì mà phải xài chung rồi mình phải chia ngày ra nữa, khổ ghê. không phải cả. Gọi là ông bị Tàu nó cướp trên tay ông luôn mới đau chứ, Trời đúng ơi. không? Nên đâm ra giờ ông nói ông nói ông chống, thật sự ông rất là hận Tàu, nhưng bây giờ ông biết Hèn hận làm sao được giờ đó. chi. Bây giờ á, đứa con của ông á, giờ nếu mà để mình phân tích theo cái kiểu ấy á, con ông á thì bây giờ chỉ giống được ông mỗi cái chân giữa thôi à, Trời mặt thì cũng ơi. giống ba Tàu, tay chân mình mẩy cũng giống Tàu, ba Tàu nó hùng nhiều quá, ổng thì hùng ít, vốn thì vốn của ổng, nhưng mà để ba Tàu nó hùng vô nhiều quá. Trời ơi. Nghe nói kể hoàn cảnh chú Hùng Phạm nó thiệt, có thấy đứt ruột cho chú thiệt luôn á. Ở bên Mỹ chú khoe chú được hưởng này kia nọ nhiều lắm mà cuối cùng cũng phải xài vợ vợ chung với người ta, mà con cũng phải con mình nữa, thiệt khổ đứt ruột hết sức luôn á. Đứt Hèn ruột gì đứt chú. gan á, bởi vì giờ đó giờ Haru các anh chị vô nhà cô ông Hùng Phạm nhìn đứa con nó có giống được ổng một cái miếng nào, cái gì em cũng chịu hết, nó chỉ giống mỗi cái chân là đó, toàn là con trai nó giống ổng thôi, chứ con gái là thua luôn á đó. Đó Trời ơi. Mà đẻ được con đứa hả rồi, anh? hôm nay ổng khoe là nó hiểu được tiếng Việt rồi, được rồi, Vậy luôn á hả? nó hiểu được tiếng Việt rồi, hôm nay hôm ổng thì hiểu được tiếng Việt Vậy rồi, chứ luôn. còn chưa nói được tiếng Việt Vậy thôi, chứ hiểu hả? được tiếng Việt không, hỏng là tên là Hùng Phạm là biết, nó À, kêu được Hùng Phạm rồi, Hùng Phạm hả? còn hôm Giống như nay là là hiểu được tiếng Việt nó rồi. rõ tiếng Việt là Hùng Phạm hay là nó là Hung Pham vậy anh Bình Dương? Nó về mà nó nói với ông ngoại nó Hung Pham, Hung Pham là không biết ai luôn á. Trời ơi, Trang Nguyễn này nói quá luôn á. À Trang Trần, nếu mà nói theo cái từ mà từ hưởng sái nha, hưởng sái mà nếu mà gọi theo cái tiếng Tiều á, biết là hưởng sái dịch ra là cái gì không? Nói nhỏ nhỏ thôi là ăn cức cức. Anh Bình Dương nói coi, tự nhiên giật À, ra tiếng đó. Tiều nha. Anh Bình Dương đừng có giật Không, ra. tại vì Trang Trần ghi chữ hưởng sái thì anh dịch ra để cho Trang Trần đừng dùng cái từ đó. Chú Hùng Phạm đau lòng Vậy. khóc nãy giờ gần chết luôn mà anh còn xoáy quấy vô nỗi đau của người ta nữa, kỳ cục quá. Đúng rồi, để trình ăn du không? Đó nói vậy là xuyên tạc đúng không, mà chẳng qua nữa sao hay phải lấy cái áo tôi ra ngoài nghe không, đặt bạn Trời ơi, chú Hùng Phạm tội nghiệp ghê á.
thời đó, phận trai mà long đong 12 bến nước tưởng sao vô ngấy bà hả, xài đồ chung với người ta nó đau lòng xót dạ quá trời. Chú Hùng Phạm ơi thiệt thiệt, con thấy là con hả tội chú nhiều hơn là con ghét chú á, nói thiệt á, thương quá trời, hoàn cảnh gia đình thiệt á, khổ ơi là khổ, khổ hết sức rồi. Hai con Gặp về Việt Nam nó á, ôm nhau cho nó lên nó giành. con nói chú Hùng Phạm nghe nè, gặp mà ở Việt Nam á, cô nhà mà hả đi ngoại tình với người ta là chú Hùng Phạm có quyền thưa đó, thưa là bà ở tù đó. Sao bên Mỹ chú không thưa đi, bên Mỹ con nói nghe luật nó luật pháp nó chặt chẽ mà chú không chịu đi thưa ghê, tự nhiên ở không vậy xài chung với người ta kỳ cục đúng không? Khổ lắm, nói chung là bây giờ ở đây á, cơ bản mình chỉ chia sẻ biết sao giờ được giờ đúng không? Bây giờ nửa vòng trái đất thôi, giờ mình chỉ chia sẻ với ông Hùng Phạm mà. Nữa nãy giờ con có nhắc tới bố mẹ con đâu, bố mẹ con ở Việt Nam mà, bố mẹ con là một vợ một chồng đâu có xài chung đồ bậy bạ đâu, đâu có xài mà của cũ xài chung mà của lung tung xài hoài như chú đâu, kỳ ghê. Xuyên tạc thì là con không chịu nha, xuyên tạc gia đình con là con chửi gán chịu nha. Thơ của Hồ Xuân Hương đúng không anh Tình Phai Phai, tổ cha cái kiếp chồng chung gì được, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, để từ từ em nhớ lại. Không, ông chết đâu, ổng bây giờ ổng chỉ cà lăm thôi à, chọc ổng càng nhiều ổng vô ổng cà lăm, ổng lắp bắp thôi thôi mà ba que. Trời ơi chú Hùng Phạm, ổng mà cà lăm lên là lát ổng bấm ổng comment không được luôn á, ổng rung tay đó. Lúc trước ổng hay khóc lắm, nói tới nỗi đau của ổng là ổng khóc hoài à, thương lắm, đâu có ai ghét bỏ gì chú Hùng Phạm đâu. Nhiều khi với cô đi với cái chú ba tàu á, cái chú Hùng Phạm ở nhà ghen quá, tức quá cái không biết làm gì, cứ tối ngày cái đi theo qua chị Hà My nè, cái vô nhà chị Hiếu Ngọc nè, vô ngắm ngắm hai người đó cho đỡ ghiền, cũng thấy thương mà thôi Chứ kệ. còn gì, tội nghiệp lắm, vô nhìn Hà My cứ khen đắm đuối hoài với Hà My, mà Hà My bực bội mà. Rồi bữa nay theo anh Bình Dương nó đừng nói chú Hùng chuyển giới nha, qua chơi BD nha. Ở bên bên Mỹ chơi BD người ta không nói, chứ ở Việt Nam chơi BD không có được nha. Theo rù quến anh Bình Dương của con hoài đi. Không được đâu, không được đâu Haru à, không được đâu. Chú Hùng Phạm này kỳ lắm. Đó, comment nhanh lên đi rồi con trả lời cho. Con trả lời chú. Chứ con cứ nói hoài mà chú bấm được có mấy cái comment mà trả lời đi trả lời lại hoài mệt lắm. Anh Bình Dương đang xem cái gì đó? Đang đang đọc cái comment bên đây. Dạ hôm nay không có biểu tình đâu Tình Phương Pha ơi. Rồi, hôm nay đâu có đâu, ở Fatima người ta đi lễ rất là đông, nhưng mà cuối cùng là xong người ta cũng đi về nghiêm túc thôi. Đúng rồi đó Thế Hiển. Đúng rồi, ông Hùng Phạm mà la liếm anh Dương thử coi, bà Nhi bà cào cho rách cái mặt ra luôn á, chứ ở đó bày đặt. Vợ không có ở chung cái đi kiếm người này người kia kiếm mối, kiếm chuyện với người ta. Chị Hà My chỉ đuổi như đuổi tà vậy đó mà cứ sớ rớ vô người ta hoài. Người kỳ cục. Con nói là chú Hùng Phạm đàn ông lên đi, đừng có phụ nữ nữa. Đi thơ kiện cái thằng ba tàu đó đi, xài vợ mình có đâu ở bao nhiêu năm để đẻ đứa con mà con dám thơ kiện. Hay là Đâu chú có đâu, ổng hình như ổng mới mua cái xe, mà bây giờ ổng mới mua cái xe mà bây giờ ổng cũng trả góp, bây giờ nếu mà kiện thằng kia nó cho vợ nghỉ luôn rồi lấy gì góp xe, rồi rồi tiền con cái này nữa, nó cũng khổ lắm.
Trời nó rồi cái tiền ơi. mà đi làm chưa đủ tuổi hưu nữa chứ đâu phải không có đâu, rồi bây giờ ổng chỉ cắt cỏ tới tháng đâu có nhiêu đâu. Trời ơi, Nói chung là sống nó mà cũng khó, nếu mình bàn sâu vô khổ lắm luôn ơi, chứ không phải sung sướng gì. Hoàn trời cảnh là thôi phải ơi, ráng phải đeo thôi chứ. sống mà cam chịu quá chừng luôn á, thiệt á, không lẽ con nói cuộc đời chú Hùng Phạm Đúng hết rồi đó nó chị, phân xương lắm chị. không lẽ con nói cái cuộc đời chú Hùng Phạm nó tối thui còn hơn chị Dậu nữa trong tắt đèn nữa, trời thiệt tình chán như sợ chán. Đó, thấy chị phân sau vỏ tặng cho ông một vạn bài thơ rồi kìa. Đó, chị Phan Khôi là chị viết bài thơ đó, chú Hùng Phạm đọc đi chú. Còn nhớ tiếng Việt để đọc không chú? Chú đọc đi rồi chú comment lại. Bởi vì cái hoàn cảnh của chú á là tụi con á không không có ai ghét bỏ gì đâu. Thông cảm cho chú lắm. Rồi bển nếu mà khó khăn quá thì tìm đường đi về Việt Nam mình ở đi, dù sao cũng có bà con lối xóm, thì bà con lối xóm ở gần mình tối lửa tắt đèn. Chứ ở bên Mỹ lỡ mà vợ chú Hùng Phạm mà đi theo cái ông ba tàu kia rồi chú ở nhà mình á, cái lỡ chú mà có bị trúng gió không có ai biết, chết ở bển, chết khô ở bển nữa. Đó, thấy không? Đủ thứ chuyện lên luôn á. Khổ lắm. Dạ em chào anh Lữ Đoàn ạ. À, tự nhiên tối thui là sao chú, thì bên đây người ta trời tối người ta ngủ tới giờ ngủ nghỉ thì người ta mặc đồ ngủ người ta ngủ, chứ đâu phải như chú đâu, tối ngày làm sấp mặt luôn á, mà đã vậy vợ đi theo cái chú ba tàu kia nữa. Đó, comment nhanh lên đi, cái comment chậm rì à. Còn không có comment được thì đọc, cứ 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 đọc, đọc voi đi. Đọc voi nó lên chữ. Hôm nọ lúc trước đó nha, con nói thiệt với chú Hùng Phạm đó là con ghét chú lắm luôn, tại chú hay chửi đảng Cộng sản này kia, con ghét chú lắm luôn á. Là con cứ hả đào mã cha chú lên hoài à. Nhưng mà từ khi con nghe anh Bình Dương á kể cái hoàn cảnh cái gia đình của chú á, cái con thấy á, cũng tội nghiệp thương cảm nên con không có đào mã cha chú nữa đó. Nói chung á, từ anh lần trước cũng vậy mà. Dạ. Thật sự lúc trước là thấy ông lên anh chửi lắm, nhưng mà sau này cái anh thấy anh tội nghiệp rồi nên thôi. Đó. Nên anh không có nói nữa, anh cũng không có chửi nữa, mà đâu anh chuyển qua là anh gọi là anh an ủi thôi, chứ anh cũng không không có dám chửi tội nghiệp. Đôi lúc nhiều khi mình nói vậy thì nó cũng hơi gọi là xúc phạm. Dạ, bởi vậy chú Hùng Phạm phải thấy á, những người mà người ta sống ở dưới chế độ cộng sản là ai người ta cũng hiền lành á, ai người ta cũng dễ thương á, tại vì không có biết hoàn cảnh của chú nên mới là đào mã cha chú, hết người này đào mã cha chú tới người kia đào, mà con không biết người ta đào lên người ta phơi khô hay người ta đào người ta để đó nữa. Nhưng mà thôi đi, bây giờ mọi người cũng biết hoàn cảnh của chú là giống như xài vợ chung với người ta rồi, con mình phải nuôi con người ta nữa nên biết hoàn cảnh chú cũng cơ cực lắm,